chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Kính chúc cả nhà mình một ngày nhiều niềm vui và mọi điều như ý. Sài Gòn Mãi Nhớ đang có mặt tại đây là Bùng Binh ngã 6 Cộng Hòa, hay còn gọi là ngã 6 Nguyễn Văn Cừ đó cả nhà. Trong video này, Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cả nhà những hình ảnh trên con đường Nguyễn Thiện Thuật, thuộc địa giới hành chính của quận 3. Đây là đầu đường Nguyễn Thiện Thuật, tiếp giáp với đường Nguyễn Thị Minh Khai, là đường Hồng Thập Tự cũ. Quán Beefsteak Hai Con Bò, chỗ gần đầu đường này, khá lớn và khá đông khách cả nhà. Địa chỉ quán là 496C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3. Hẻm kế bên cửa hàng Mini Stop này thông thẳng ra đường Lý Thái Tổ đó cả nhà. Tòa nhà lớn có 4 cây dù đỏ, là trường dạy lái xe Hoàng Gia. Nơi đây dạy lái xe ô tô rất uy tín, chất lượng và mau lấy được bằng. Địa chỉ 3739 Nguyễn Thiện Thuật. Đây là hẻm vào chùa Trúc Lâm. Địa chỉ của chùa là 16-47-25, Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3. Đoạn này của đường Nguyễn Thiện Thuật có rất nhiều tiệm bán đàn luôn cả nhà. Đúng như tên gọi là phố nhạc cụ. Chỗ này là hẻm 69, đường vào đền Sòng Sơn. Tiệm bánh mì Hà Nội rất to lớn và bự chảng tại 83-85 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3. Bánh mì, bánh bao, xôi chè, bánh chưng, bánh giò, bánh dày, rau câu, da ua ở đây rất ngon luôn cả nhà. Thank you.
chỗ này gần ngã tư Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Đình Chiểu, có hai xe nước sâm, bông cúc, nước đắng, mía lao, rất thơm ngon luôn cả nhà. Nhà thờ giáo xứ Bàn Cờ, Thánh Giuse tại 48 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3. Đây là ngã tư Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Đình Chiểu này cả nhà. Ngay góc bên phải có cửa hàng 130 Nguyễn Thiện Thuật, bán rất nhiều loại trái cây. Tiệm có máy lạnh nên các loại trái cây nhập khẩu như cherry, táo, lê được bảo quản tốt, rất tươi ngon. Cửa hàng cũng có dịch vụ đóng gói giỏ trái cây để đi biếu tặng, rất đẹp và lịch sự. Con hẻm có tấm băng rôn đỏ này là vào ngay đầu chợ Bàn Cờ. Chỗ bảng hiệu màu xanh có chữ QTK, hồi trước là nhà Mai Vinh, chuyên vét tông nam, rất đẹp. Quán cơm gà xối mỡ Hoàng Ký tại 172 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3. Sát kế bên là xe bánh mì Tư Ấu cũng rất ngon. Con hẻm này cũng dẫn vào chợ Bàn Cờ nè cả nhà. Câu lạc bộ Bia chuyên nghiệp tại 202 Nguyễn Thiện Thuật.
Hẻm sát nhà thuốc Ngọc Châu này là vào chung cư Nguyễn Thiện Thuật nè cả nhà. Hẻm Mỹ Hương, buổi chiều tối có rất nhiều tiệm quán hàng ăn. Hẻm này đi thông ra chỗ chùa Linh Chưởng, ra đường Nguyễn Đình Chiểu và Lý Thái Tổ. Con hẻm kế bên cà phê Hugo này cũng dẫn vào chung cư Nguyễn Thiện Thuật đó cả nhà. Hẻm này vào Thánh Thất Huỳnh Đức, quận 3 của đạo Cao Đài và cũng vào đường chính của chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Buổi sáng ở đây có chợ bán rau củ, còn buổi chiều tối thì có rất nhiều hàng ăn. Đối diện là con hẻm lớn này cũng dẫn vào chợ Bằng Cờ. Mười mấy năm trước Sài Gòn Mãi Nhớ cũng rất hay đi chợ này đó cả nhà. Cửa hàng hoa tươi Đà Lạt Hát Farm chuyên bán các loại hoa Đà Lạt rất đẹp, tươi lâu và giá cả niêm yết rõ ràng. Địa chỉ 266-268 Nguyễn Thiện Thuật. Thank you.
Tiệm bánh mì 83 sát đường vô chung cư Nguyễn Thiện Thực cũng khá ngon. Tiệm bánh Đức Thành Ký hơn 40 năm tại 269 Nguyễn Thiện Thực. Ở đây chuyên bánh mứt kẹo truyền thống, bánh cuốn Phật và bàn thờ gia tiên. Sát bên Denny Cà Phê và phòng khám bác sĩ Hoàng Tiến Mỹ này là con hẻm nhỏ cũng dẫn vào chung cư Nguyễn Thiện Thuật đó cả nhà. Salon tóc Cường DC làm tóc đẹp và rất có tiếng ở quận 3. Nhà may nhị cũng rất lâu năm tại đây, phía gần đầu đường Phan Thanh Giản. Phòng giáo dục và đào tạo quận 3 tại 322 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3. Trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 3 quận 3 tại 296 Nguyễn Thiện Thuật. Quán cà phê Guta ngay bên hông của tòa nhà Comeco. Đến đây là đã hết đường Nguyễn Thiện Thuật rồi cả nhà ơi. Con đường tiếp giáp đường Nguyễn Thiện Thuật đầu này là đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản cũ. Đây là đường một chiều, đi thẳng đến Cao Thắng, Cách Mạng Tháng 8, Lê Văn Duyệt và thẳng đến ngã tư Hàng Xanh luôn đó cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào tạm biệt.